chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ký ức ngày giành chính quyền ở Hưng Yên năm 1945. Đề nghị chủ trọ giảm miễn tiền nhà, điện nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Bộ Y tế chưa điều chỉnh lứa tuổi tiêm vaccine. F0 cộng đồng tăng cao, Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021, từ ngày 22 tháng 8, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức triển lãm trực tuyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại tại website trưng bày online.hoangthanhthanglong.vn. Triển lãm nhằm làm nổi bật dấu ấn vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà và hầm D67 trong khuôn viên của Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội từ năm 1968 đến năm 1975. Trong giai đoạn này, trên cơ sở sự chỉ đạo và sự đồng thuận của Đảng, Bộ Chính trị, với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên theo dõi những thay đổi, diễn biến của chiến trường miền Nam và đưa ra sự chỉ đạo, những mệnh lệnh góp phần làm nên những chiến thắng, làm thay đổi cục diện chiến trường, đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Cách mạng tháng 8 là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Theo cuốn Cách mạng tháng 8 ở Hưng Yên, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi lần lượt tại các huyện Phù Cừ, Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Giang, Tiên Lữ, Ân Thi, Yên Mỹ, Kim Động, Văn Lâm. Đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, hàng vạn người đã tiến vào tỉnh Lỵ để biểu tình, meeting giành chính quyền. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập, đồng chí Học Phi được cử giữ chức chủ tịch. Những ngày này, trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ký ức về những ngày tháng hào hùng, sục sôi giành chính quyền ở tỉnh Hưng Yên lại ùa về trong lòng những người được chứng kiến thời khắc lịch sử quan trọng ấy. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày để đem sức máu quyết đấu chiến đấu cho đường. Hình ảnh đoàn người không phân biệt già trẻ, gái trai, khí thế hừng hực đi phá kho thóc của Nhật, chia cho dân nghèo, nhân dân các địa phương trong huyện đầu trần chân đất, quần áo bà ba, thắt lưng bao tường, người thì quần đùi áo cộc, tay cầm giáo mát, dao gậy, đòn gánh, biểu tình giành chính quyền. Đó là những ký ức về mùa thu rực lửa Cách mạng tháng 8 năm 1945. Vẫn luôn sống mãi trong trí nhớ của những đảng viên hơn 60 năm tuổi đảng như ông Trần Hùng ở xã Hương Đạo, huyện Tiên Lữ, ông Nguyễn Huy Lục ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Nhiệm vụ tôi lúc bấy giờ là đầu tiên là phó ban tuyên truyền, phụ trách thiếu nhi, về sau là trưởng ban tuyên truyền. Ngày 17 tháng 8 năm 45 ấy, cùng mọi người là ra lấy kho thóc Nhật. Sáng 18 tháng 8 năm 45 là mỗi người một cái gậy khoảng 1m2. Thế là đưa đi xếp hàng hàng đôi, đi hàng hàng cả trăm người mới tăng đảng sáng đi. Thế là chúng tôi theo đi tổ chức meeting ở tại sân quần huyện Ân Thi, tổ chức ở huyện xong về là xã nào xã ấy, thôn nào thôn ấy đại tổ chức meeting vui lắm. Ông Nguyễn Đức Dũng năm nay 95 tuổi nhớ lại cách đây 76 năm, ngày 22 tháng 8 năm 1945, ngay từ sáng sớm, ông cùng hàng vạn người có trang bị vũ khí, dương cao cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ từ nhiều ngả đường hùng dũng tiếp nối nhau tiến về sân vận động của tỉnh để tập trung meeting, hô vang khẩu hiệu cách mạng. Đả đảo chính quyền Bù Nhìn, chính quyền về tay nhân dân, ủng hộ Việt Minh. Tôi cũng có đi tham gia biểu tình cướp chính quyền. Khi cách mạng thành công rồi đó thì phải nói rằng là một cái không khí hân hoan phấn khởi. Ta đã đổi đời rồi. Bây giờ không còn là cái người dân nô lệ nữa, mà bây giờ là một người dân tự do. Với thắng lợi của Cách mạng tháng 8, lịch sử đã sang một trang mới cho nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 76 năm trôi qua, những bài học, giá trị lịch sử và tinh thần vĩ đại của Cách mạng tháng 8 vẫn đang thắp lên ngọn lửa truyền thống,
tiếp sức cho Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước tới tháng 7, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức hơn 9,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,44% so với cuối năm 2020. Theo sau, lĩnh vực thương mại chiếm 23% cơ cấu với gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 8%. Số liệu tài chính các ngân hàng trên sàn chứng khoán công bố cũng cho thấy một số đơn vị tăng giải ngân vào lĩnh vực này như MSB tăng dư nợ thương mại 35% lên gần 13.790 tỷ đồng, hay VP Bank tăng 21% lên 38.676 tỷ đồng. Một số nhà băng khác như MB, Việt Capital Bank, TP Bank tăng 6-12%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ triển khai các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của người dân khó khăn trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu, vận động các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi tới các khu vực giãn cách xã hội. Đặc biệt, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương miễn giảm tiền điện nước cho người thuê trọ, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền nhà cho người dân. Các địa phương cũng cần căn cứ thực tế, chủ động hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 50.000 đồng một người một ngày theo Nghị quyết 68 với lao động tự do, đối tượng bảo trợ xã hội. Dù đang bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, nông dân trồng bắp sú ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang yên tâm với việc sản xuất sản phẩm rau màu này nhờ thị trường đầu ra tương đối ổn định. Nhiều nơi mua bắp sú làm thực phẩm dự trữ chống dịch. Trong khi nhiều nông hộ trồng rau ở Lâm Đồng bỏ vườn không thu hoạch vì không tìm được đầu ra, thì gia đình ông Nguyễn Mạnh ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương yên tâm với việc trồng bắp sú của gia đình mình. Khi thị trường thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, ông Mạnh đã chủ động liên hệ với các đầu mối ở miền Tây và vẫn xuất bán bắp sú bình thường. Cái hàng rau sạch thì bây giờ nó đang bị đình trệ lại, nó rất là khó tiêu thụ. Còn riêng cái mặt hàng sú thảo thì nó đang trên thị trường cũng đang còn tiêu thụ được. Với mức giá bán bắp sú từ 5 tới 6.000 đồng một kg, với mức giá này, người trồng vẫn có lãi. Theo các hộ dân, thì do bắp sú để được lâu và có thể chế biến được nhiều món ăn, nên nhìn chung thị trường vẫn có nhu cầu khá cao, nhất là ở những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, cần nguồn rau xanh có thể dự trữ lâu dài, thì bắp sú là thực phẩm được nhiều người lựa chọn. Vụ thu hoạch vừa qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên khoảng 100 hộ gia đình trồng bắp sú ở huyện Lạc Dương vẫn bán được sản phẩm bắp sú sau thu hoạch, không xảy ra tình trạng đổ bỏ vì ế hàng dội chợ. Qua cái thời điểm vừa rồi sú được, còn ba cái hàng khác là không bán được, mà cái sú để được lâu. Thì mình mong muốn thị trường là giá nó ổn định cho người dân đỡ khổ, đỡ vất vả. Hợp các xã là trước hết là rà soát các cái diện tích rau của người dân đang sản xuất hiện có tại cái thời điểm hiện tại. Và đồng thời khuyến cáo các hộ dân thì tập trung sản xuất các loại rau ngắn ngày, đảm bảo đủ cung, nguồn cung cho thị trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ để ứng phó với phòng chống dịch COVID-19. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc mặt hàng bắp sú vẫn tìm được thị trường đầu ra như thời gian qua là tín hiệu vui và tích cực để nông dân Lạc Dương nói riêng và Lâm Đồng nói chung mạnh dạn hơn trong việc lựa chọn các nông sản phù hợp để tiếp tục đưa vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Y tế có công văn trả lời Sở Y tế Bình Dương về việc xin tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tới 18 tuổi. Theo đó, Bộ chưa có điều chỉnh lứa tuổi tiêm vaccine. Trong công văn, Bộ Y tế cho biết hiện nay số lượng vaccine phòng COVID-19 đang hết sức hạn chế nên cần phải tập trung tiêm cho các đối tượng ưu tiên nêu tại Nghị quyết 21 của Chính phủ. Theo Bộ Y tế, Chủ tịch UBND các tỉnh quyết định đối tượng được tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. Hiện nay, Việt Nam đã tiêm hơn 15 triệu liều vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu và người dân từ 18 tuổi trở lên.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua giám sát hơn 13.500 trường hợp ho sốt được người dân phản ánh qua các ứng dụng công nghệ phòng chống dịch như Bluezone, tờ khai y tế.vn, thành phố đã ghi nhận 95 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Từ các ca F0 nêu trên, thành phố đã mở rộng rà soát, tiếp tục xét nghiệm những trường hợp liên quan và phát hiện thêm 691 ca mắc tại cộng đồng. Tổng số ca F0 phát hiện được từ hoạt động giám sát người có triệu chứng nghi ngờ chiếm khoảng 40% số ca mắc ghi nhận của toàn thành phố trong đợt dịch thứ tư. Công nghệ đã hỗ trợ tích cực trong việc khoanh vùng, dập dịch nhanh. Trung tâm Công nghệ phòng chống COVID-19 quốc gia khuyến nghị người dân khai báo y tế hàng ngày và xuất trình mã QR khi tới nơi công cộng. Các địa điểm công cộng phải thực hiện nghiêm việc quét mã QR của người đến. Trước thực tế, số ca F0 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng vọt những ngày qua, một lần nữa lãnh đạo thành phố nhấn mạnh rằng chống dịch có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào giãn cách xã hội. Từ nay đến ngày 15 tháng 9 khi thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, người dân cần tuân thủ tuyệt đối ai ở đâu thì ở đó, không để giãn cách hình thức ngoài chặt và trong lòng. Theo số liệu từ cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 17 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.568 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên tổng số 3.540 ca mắc, chiếm hơn 72,5%. Trước đó một ngày, vào ngày 16 tháng 8, tỷ lệ số ca trong cộng đồng là 53%. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố vượt số ca nhiễm mới tại các khu cách ly phong tỏa. Đáng nói hơn, khi tỷ lệ này đang tăng lên dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội bằng các biện pháp nghiêm ngặt. Chúng ta có cái chủ quan, một số người có chủ quan, một số người thì cũng bị kích động, cho nên có những cái hành động thì cái đó phải có ngăn chặn kịp thời, đừng để xảy ra. Có nghĩa là cái làm sao tuân thủ được cái 5K, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà một cách triệt để, thì chúng ta mới hạn chế được cái lây lan trong cộng đồng. Lãnh đạo chính quyền thành phố nhấn mạnh rằng việc chiến thắng được đại dịch hay không và chiến thắng như thế nào phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân. Thành phố kêu gọi người dân cùng cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa và quyết tâm cao hơn nữa để cùng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, cùng nhau vượt qua dịch COVID-19. Có thể nói là chúng ta kiểm soát được cái giãn cách, thì đó là cái tiền đề để cắt được cái nguồn lây nhiễm. Phải thực hiện nghiêm, đúng cái tinh thần, ai ở đâu thì ở đó. Tuyệt đối không để xảy ra cái tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc là ngoài chặt trong lỏng, nhất là tại các khu phong tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 80 ngày giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ và tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 cho đến ngày 15 tháng 9. Trong thời gian này, thành phố kêu gọi người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách, đồng thời sẽ xử lý nghiêm đối với mọi hành động không tuân thủ, cản trở, chống đối những quy định và các biện pháp phòng chống dịch. Trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc rất lớn, Bệnh viện Bạch Mai được giao nhiệm vụ điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Bệnh viện Dã chiến số 16, thành phố Hồ Chí Minh, để hỗ trợ cho lực lượng đang làm công tác điều trị tại đây. Vừa qua, hơn 170 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp tục lên đường tham gia chi viện cho miền Nam. Còn mới 6 tháng tuổi, nhưng điều dưỡng Trần Thái Sơn vẫn xung phong lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch. Anh và các đồng nghiệp khác luôn sẵn sàng, cống hiến hết mình với trách nhiệm cao cả khi khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Vào đấy tất nhiên là chắc chắn sẽ rất nhớ con, nhưng mà vì tình hình dịch như thế này thì bọn em sẽ sẵn sàng đi thôi. Vào đấy hỗ trợ cho các đồng nghiệp, hỗ trợ người dân, còn vợ con thì yên tâm ở nhà, mọi người sẽ trở về bình an. Khi mà nhìn thấy một nơi trong tổ quốc mình và có rất nhiều người dân và rất nhiều bệnh nhân mà nặng mà cần sự giúp đỡ của chúng tôi, đó là những nhân viên y tế tuyến đầu, những nhân viên y tế mà nhìn thấy những cảnh như vậy thì bọn tôi sẵn sàng lao vào tâm dịch để góp một phần vào để cứu chữa các bệnh nhân thôi. Và cái tâm lý bọn anh đi thì rất là vững vàng và muốn cống hiến một điều gì đó cho nhân dân. Đoàn công tác lên đường lần này gồm 170 cán bộ đã được đào tạo, tập huấn về quy trình phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2, hồi sức cấp cứu trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Các nhân viên y tế này sẽ tiếp tục chi viện cho Trung tâm Hồi sức Tích cực 500 giường tại Bệnh viện Dã chiến số 16. Đến nay đã có gần 500 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Dã chiến số 16 đặt tại quận 7 với quy mô 3.000 giường, trong đó có 500 giường hồi sức dành cho bệnh nhân nặng, có khả năng sẽ mở rộng thêm do nhu cầu thực tế là rất lớn.
các cái máy mà phục vụ cho công tác hồi sức cấp cứu bệnh nhân thì chúng tôi rà soát lại và chúng tôi để lại ở Hà Nội một phần, còn chúng tôi sẽ vận chuyển vào cho cái trung tâm hồi sức này để đảm bảo được cái số về con người tốt, trang thiết bị đủ và đặc biệt là công tác dược để làm sao mà vận hành cái trung tâm hồi sức này, làm sao chúng ta cứu được nhiều bệnh nhân nặng nhất để làm sao cùng với đồng bào miền Nam sớm chiến thắng kẻ thù vô hình. Các nhân viên y tế lên đường theo lời hiệu triệu đi phụng sự Tổ quốc với tâm thế sẵn sàng cống hiến hết mình. Đây có lẽ sẽ là chuyến đi công tác dài, vất vả nhất nhưng cũng đáng tự hào nhất của họ. Họ đi chưa hẹn ngày trở về, chỉ biết rằng hết dịch sẽ về. Liên quan đến chùm ca bệnh tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, đồng thời nâng mức cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế, khu công nghiệp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch, tiếp tục duy trì xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc PCR hàng tuần, tối thiểu 20% số lao động đi làm. Các doanh nghiệp đã được tập huấn có thể tự xét nghiệm test nhanh, gửi kết quả về Sở Y tế Bắc Ninh. Bên cạnh đó, lập danh sách toàn bộ nhân viên giao hàng trên địa bàn nói chung và của Viettel Post Bắc Ninh nói riêng trong vòng 14 ngày trở lại đây và những ngày tiếp theo, thực hiện khai báo y tế, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường học thực hiện việc tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19 trong năm học 2021-2022. Cụ thể phối hợp với các địa phương, nhà trường, nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng, quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thông tin về việc cung ứng sách giáo khoa đầu năm học mới tới các địa phương, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, giá sách giáo khoa các khối lớp từ lớp 3 đến lớp 12 vẫn sẽ được giữ nguyên trong năm học mới này. Bảng giá sách giáo khoa được niêm yết tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các công ty sách, thiết bị trường học cả nước và trên website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Liên quan đến tình trạng sách giáo khoa đến tay học sinh tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội rất khó khăn, trong khi năm học mới đã cận kề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã lên phương án thiết lập các tổng kho tạm thời tại các địa phương có tình hình dịch bệnh đang lắng dịu để tập kết hàng hóa, hoặc trong trường hợp có thể thì vận chuyển sách trực tiếp từ nhà in tới các đối tác phát hành trong khu vực, từ đó chuyển sách về các trường học tới tay học sinh kịp phục vụ năm học mới. Theo thống kê, với sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6, đến ngày 15 tháng 8 đã cung ứng tới các địa phương gần 37 triệu bản, đạt tỷ lệ 85%. Thưa quý vị và các bạn, giữa mùa dịch COVID-19, nhưng một nhóm đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc trong một khu rừng vắng thuộc xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại hiện trường, Công an huyện Kim Bảng bắt 6 đối tượng, thu giữ 15 triệu đồng, 8 điện thoại di động và 5 xe máy. Thủ đoạn của các đối tượng là rủ nhau đến đánh bạc tại một chiếc lán trong rừng cách xa khu dân cư thuộc thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Hiện hai đối tượng Đinh Thế Anh và Đinh Hữu Tuấn chạy trốn khỏi hiện trường đang bị Công an huyện Kim Bảng triệu tập để điều tra xử lý theo quy định. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã xử phạt bị cáo Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, trú xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, chiều ngày 3 tháng 8, tổ công tác của huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, trú tại ấp Hòa Hương 1, xã Hòa Lạc điều khiển xe mô tô ngoài đường. Khi được tổ công tác tra hỏi lý do, ông Cường không có lý do chính đáng nên tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Lúc này, vợ của ông Cường là bị cáo Tuyền chạy đến dùng những lời lẽ lăng mạ tổ công tác và đánh một công an viên.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.